Bastu, đồng phục cao cấp giúp cả tập thể của bạn luôn trẻ trung, năng động và nhiệt huyết trong những bộ đồng phục chất lượng. Miễn phí thiết kế, đồng phục đẹp, chất liệu tốt, giá cả hợp lý, chỉ có tại Lastu. Thông tin chi tiết xem tại website lastu.vn, số điện thoại liên hệ 0966 630 199. Cả thế giới sẽ nhường đường cho người nào một lòng hướng về mục tiêu của mình để tiến lên phía trước và hành động. Chỉ khi bạn lựa chọn hành động hiệu quả và nhanh chóng mới có thể giành được chỗ đứng cho mình trong cuộc sống cạnh tranh khốc liệt. Bill Gates, người từng học tại Harvard, từng nói rằng khi bạn muốn làm việc gì, hãy làm ngay bây giờ. Đúng là mỗi người đều có rất nhiều việc muốn làm, nhiều mục tiêu hay lý tưởng khác nhau muốn hoàn thành. Nhưng lại có rất nhiều người chỉ biết ôm mộng tưởng sống qua ngày mà không có hành động nào thiết thực. Như thế, thành công biết đến từ đâu? Đối với người thành công, chỉ mục tiêu thôi thì là chưa đủ. Dù bạn có chuẩn bị từ đầu đến cuối đâu ra đó, dù tri thức và kỹ năng, thái độ và năng lực của bạn đều không thể chê vào đâu được, nhưng nếu không có hành động thực tế thì mọi mơ ước cũng chỉ là mơ ước, và cũng chỉ là mơ ước mà thôi, chẳng bao giờ vươn tới được. Là những người trẻ của thế kỷ mới, trong thời đại kinh tế phát triển thần tốc, càng nên hiểu rằng không tiến lên, ắt là thụt hậu. Chỉ khi bạn có lựa chọn hành động hiệu quả và nhanh chóng mới có thể giành được chỗ đứng cho mình trong cuộc cạnh tranh khốc liệt, nếu không rất nhiều cơ hội sẽ vùn vụt lướt qua. Elena là một nhân vật quan trọng trong đoàn nghệ thuật Đại học Harvard, nhưng cô chưa thỏa mãn về điều này, mà muốn sau khi tốt nghiệp đại học sẽ du lịch sang châu Âu một năm rồi đến Broadway New York thử sức. Khi Elena nói với thầy hướng dẫn nghe mơ ước của mình, thầy đã mỉm cười hỏi: vì sao nhất định phải đợi tốt nghiệp đại học mới đến Broadway? Đúng rồi, chương trình đại học hình như không giúp gì cho em để có cơ hội ở Broadway cả, Elena thầm nghĩ rồi nói. Vậy một năm nữa em sẽ đến Broadway. Lúc này thầy hướng dẫn lại hỏi: bây giờ em đến Broadway và một năm nữa em đến Broadway thì có gì khác nhau không? Elena lặng lẽ suy nghĩ một lát rồi đáp tiếp: hình như chẳng có gì khác nhau ạ. Vậy học kỳ sau em sẽ đi. Thầy hướng dẫn vẫn tiếp tục truy vấn: học kỳ sau đi với bây giờ đi, có khác nhau gì chứ? Elena bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Trong đầu cô toàn những đôi giày múa màu đỏ xinh đẹp đang xoay tròn trong tiếng nhạc trên sân khấu huy hoàng rực rỡ. Cô quyết định rồi, tháng sau sẽ tới Broadway thử tìm việc. Thầy hướng dẫn thừa thắng xông lên: tháng sau đi với ngay lúc này đi, thì có gì khác nhau không? Elena hơi bị kích động, giọng cô bắt đầu run rẩy. Được, được, cho em thời gian một tuần lễ để chuẩn bị thôi, tuần sau em sẽ xuất phát. Ở Broadway có thứ gì mà không thể mua được chứ? Thầy hướng dẫn vẫn thúc ép. Vậy ngày mai em sẽ xuất phát. Elena xúc động tới mức nhảy cẫng lên. Thầy hướng dẫn bấy giờ mới hài lòng gật đầu: rất tốt, thầy đã đặt vé vào ngày mai cho em rồi, chúc em may mắn nhé. Hôm sau, Elena tới vùng trời mơ ước trong trái tim cô, sân khấu Broadway của nước Mỹ. Trong thế giới chúng ta sống, có một chân lý tuyệt đối mà các bạn trẻ nên biết, đó chính là dù bạn muốn làm bất cứ việc gì, đừng bao giờ chờ đợi đến khi có đủ mọi điều kiện rồi mới bắt đầu hành động. Nếu không, bạn chỉ mãi mãi chờ đợi mà thôi. Khi các bạn đã có mục tiêu nên lập tức bắt tay và thực hiện, phải làm ngay lúc này. Nếu chỉ nói suông, mờ hão thì mục tiêu mãi mãi là giấc mơ không bao giờ mà với tới được. Nhìn lại những người thành công xung quanh chúng ta, đa số họ đều là những người hành động quyết đoán mạnh mẽ. Nghĩ ra cái gì là họ sẽ bắt tay vào làm ngay cái đó. Đây là một thói quen, là thái độ mà người thành công cần có, cũng là một thái độ sống tích cực. Nhà văn nổi tiếng Emerson từng nói: cả thế giới sẽ nhường đường cho người nào một lòng hướng về mục tiêu của mình để tiến lên phía trước và hành động. Vì vậy, các bạn trẻ nhất định phải học tập cách lập tức hành động, đừng ngồi ôm mộng tưởng. Cũng chẳng có gì là không kịp, vì lúc này mới là sự khởi đầu tốt nhất. Dù mục tiêu xa đến đâu, lớn đến đâu, chỉ cần hành động sẽ bước được những bước đầu tiên tiến đến thành công. Bước đầu tiên thường bao giờ cũng quan trọng nhất. Bạn có thể mỗi ngày khi vừa mở mắt ra là lập tức làm việc, làm ngay việc ưu tiên hàng đầu trong học tập cũng như trong cuộc sống của mình. Như vậy, dần dần bạn sẽ nhận ra việc hành động lập tức sẽ đem lại hiệu quả cho bạn cảm giác đầy đủ và thoải mái thế nào. Nếu cứ kiên trì được 2 tuần, bạn sẽ tạo thành thói quen tốt, luôn hành động nhanh chóng. Tóm lại, dù tình trạng hiện nay của bạn thế nào, chỉ cần bạn đối diện với nó bằng tâm thái tích cực, chỉ cần lập tức hành động, rồi thành công sẽ thuộc về bạn. Nội dung có trích dẫn trong cuốn Harvard 4 rưỡi sáng của tác giả Chiu Ying Wei. Chiu Ying Wei, theo nhịp sống kinh tế, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Việt sử kiêu hùng, dự án phim giả sử đầu tiên tại Việt Nam.
với khát vọng truyền cảm hứng sự việt cho giới trẻ. Những bản hùng ca bi tráng, những câu chuyện lịch sử chưa từng kể, niềm tự hào dân tộc, tất cả sẽ có trong Việt Sử Kiêu Hùng. Tìm hiểu thêm về dự án và gây quỹ cộng đồng tại vietsukiêuhung.com.